tư của ngày hôm qua vừa đây đã xa. Riêng mình ta vẫn mãi cô đơn dưới anh chúng ta, vẫn nỗi nhớ miên man. Ký ức bên em bây giờ đang ở một nơi xa. Dạ mọi người đăng ký giao lưu với bên mình là đăng ký phía bên này ạ.